Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2014. Khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương năm 2014. Hội nghị đầu bơ ứng dụng khoa học công nghệ mới sử dụng phân bón lá quảng sinh học Lactophon trên cây lúa vụ hè thu. Chuyên mục tuần dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự hiệu quả từ những cánh rừng phòng hộ chắn cát. Sáng nay ngày 6 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Trong tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành trên các mặt, trong đó chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2014. Đến nay, lúa tái sinh đã thu hoạch xong, các địa phương đang triển khai thu hoạch lúa vụ hè thu, dự kiến đến hết tháng 8 đạt 4.000 ha. Tình hình chăn nuôi ở các địa phương phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm được khống chế kiểm soát chặt chẽ. Dự ước sản lượng vụ khai thác tháng 8 thực hiện được 5.700 mét khối, sản lượng thủy sản đạt hơn 8.900 tấn. Sản lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng ước đạt hơn 2.400 tấn. Các cấp đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 100% số xã triển khai công bố quy hoạch. Sản xuất công nghiệp trong tháng 8 vẫn duy trì mức ổn định và giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng. Xây dựng cơ bản trong tháng 8 với khối lượng ước đạt 338 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 12,9 triệu đô la Mỹ và nhập khẩu ước đạt 11,4 triệu đô la Mỹ. Về du lịch, trong tháng 8, mặc dù lượng khách và doanh thu có giảm so với tháng trước nhưng vẫn tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Số lượt khách du lịch đến Quảng Bình trong tháng 8 ước đạt 229.000 lượt khách. Doanh thu khách sạn nhà hàng du lịch ước đạt hơn 152 tỷ đồng. Các lĩnh vực khác có sự tăng trưởng đáng kể. Dự ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 8 đạt 153 tỷ đồng. 8 tháng hơn 1.400 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Tại phiên họp, các đơn vị cũng đã báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu kế hoạch trong tháng 8 năm 2014 và thảo luận đề ra chương trình công tác trong tháng 9 năm 2014. Kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, trong tháng 8, mặc dù tỉnh Quảng Bình còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân nên vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Về một số lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì tôi đề nghị là tập trung để mà chỉ đạo thì thu hoạch vụ hè thu. Thì năm nay là cái vụ hè thu là được mùa. Thế nhưng mà nông dân là có xu hướng hơi chủ quan. Thì thu hoạch còn chậm. Thì tôi đề nghị Sở Nông nghiệp là chỉ đạo để mà khẩn trương thu hoạch. Rồi là chỉ đạo là cái việc mà đóng tàu lớn để đánh bắt là cả vùng biển xa. Thì trong đó ngoài cái việc mà đóng tàu bằng là gỗ đá thì Quảng Bình là đăng ký với trung ương và mình xung phong là một trong tỉnh để mà đóng tàu đánh bắt cá xa bờ là bằng tàu sắt, bởi vì đây là hướng đi lâu dài. Và đặc biệt là chủ động trong vấn đề là phòng chống lụt bão. Thì năm 2013 chúng ta bị lụt bão rất nặng rồi. Thì năm nay là phải tập trung chỉ đạo là phòng chống. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì tôi đề nghị là trực tiếp để mà chỉ đạo, mà trong đó là có hai việc. Một là tham mưu ban tỉnh để mà đầu tư xây dựng các cái cơ sở lưu trú, các cái nhà hàng ở Đồng Hới. Thứ hai là các cơ sở lưu trú cũng như là dịch vụ ở là Phong Nha Kẻ Bàng, mà cụ thể là ở Sơn Trạch và là một số xã lân cận. Trong đó tôi đề nghị sở tập trung để mà chỉ đạo hướng dẫn cái mô hình phát triển cái mô hình homestay, vì đây là mô hình du lịch lâu dài cho khách ở nước ngoài mà hiện nay đã thành công. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành tích cực tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015. Chiều nay ngày 6 tháng 9, khu nghỉ dưỡng Sun Park Resort đã tổ chức lễ công bố cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn 5 sao theo quyết định của Tổng cục Du lịch Việt Nam. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
giai đoạn 1 của khu nghỉ dưỡng Sun Park Resort được tập đoàn Trường Thịnh đầu tư xây dựng tháng 12 năm 2002 và đưa vào hoạt động năm 2004 với các phòng đạt tiêu chuẩn được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp hạng 4 sao. Tháng 9 năm 2010, tập đoàn Trường Thịnh đã đầu tư hoàn thành giai đoạn 2 của dự án và chính thức đưa vào hoạt động kinh doanh khu nghỉ dưỡng. Với điều kiện trúc sang trọng kết hợp hài hòa cùng thiên nhiên, khu nghỉ dưỡng Sun Park sở hữu bãi biển riêng biệt có hơn 290 biệt thự phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn với đầy đủ tiện nghi của một khu nghỉ dưỡng chất lượng hàng đầu. Hệ thống nhà hàng, quầy bar, bể bơi và trung tâm chăm sóc sức khỏe cũng được thiết kế và đầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, khách sạn còn có các dịch vụ vui chơi giải trí như sân golf, lướt ván buồm, cano trượt nước, xe đạp leo núi được nhiều du khách ưa chuộng. Từ đầu năm đến nay, khu nghỉ dưỡng Sun Park Resort đã đón hơn 32.000 du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố quyết định số 382 ngày 25 tháng 7 năm 2014 về việc công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 5 sao cho khu nghỉ dưỡng Sun Park Resort. Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là cơ sở lưu trú hàng đầu của tỉnh Quảng Bình được công nhận đạt chuẩn 5 sao, là bước ngoặt lớn đối với một đơn vị kinh doanh ngành du lịch. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh hy vọng rằng đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thêm nhiều sản phẩm du lịch tiện nghi chất lượng, tạo điểm đến tin cậy, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước, góp phần đưa ngành du lịch Quảng Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức hội thảo về đề tài nghiên cứu khoa học lịch sử ngành kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Bình từ năm 1948 đến năm 2013. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình chủ trì hội thảo. Đề tài nghiên cứu lịch sử ngành kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Bình đã hệ thống lại 65 năm hoạt động công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, tổng kết những bài học kinh nghiệm, khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu của công tác kiểm tra qua các thời kỳ, cổ vũ đội ngũ làm công tác kiểm tra phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề tài được kết cấu gồm phần mở đầu và bốn chương khái quát hoạt động công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh qua bốn giai đoạn là thời kỳ chống Pháp, thời kỳ chống Mỹ, thời kỳ thành lập Đảng bộ Bình Trị Thiên, thời kỳ sau tái lập tỉnh và phần kết luận đề nghị. Sau khi chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung của đề tài, các đại biểu là cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng qua các thời kỳ đã có nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn chỉnh đề tài. Đề tài sẽ là nguồn tư liệu quý giúp các cấp ủy Đảng, nhất là ủy ban kiểm tra và đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp nghiên cứu vận dụng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát ở tỉnh Quảng Bình, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước và hội nhập quốc tế. Sáng nay ngày 6 tháng 9, Hội đồng thi nâng ngạch đã tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên và thương đương năm 2014. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đã đến dự. Tham dự kỳ thi năm 2014 có 31 công chức đủ tiêu chuẩn điều kiện dự thi đến từ các ban ngành đơn vị địa phương trong tỉnh. Các thí sinh tiến hành làm bài thi với 4 môn thi gồm tin học, tiếng Anh, kiến thức chung và chuyên ngành. Phát biểu khai mạc kỳ thi, đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh đây là kỳ thi quan trọng nhằm đánh giá về trình độ năng lực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng đúng tiêu chuẩn yêu cầu các vị trí làm việc tại các ban ngành địa phương. Đồng chí cũng yêu cầu các thí sinh bình tĩnh tự tin làm bài nghiêm túc, các thành viên giám sát kỳ thi thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, trung thực, đúng quy chế của kỳ thi. Đồng chí Trần Tiến Dũng cũng đã trực tiếp bàn giao đề thi cho hội đồng, ban giám sát kỳ thi, đảm bảo được bảo mật và đúng quy định. Sáng nay 6 tháng 9, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Lệ Thủy đã tổ chức khai mạc kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2014 với các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Năm 2014, huyện Lệ Thủy sẽ tuyển dụng 20 chức danh với 187 vị trí việc làm. Trong đó chức danh giáo viên, khối giáo dục mầm non có 55 chỉ tiêu, khối tiểu học có 82 chỉ tiêu, khối trung học cơ sở 28 chỉ tiêu, chức danh nhân viên trường học có 30 chỉ tiêu. Đợt xét tuyển năm nay có 1.824 hồ sơ đăng ký. Hội đồng sẽ lựa chọn những giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo trên địa bàn. Sáng nay ngày 6 tháng 9, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình nộp thuế điện tử và tập huấn phổ biến chính sách thuế mới cho cán bộ kế toán của gần 350 doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế, từ tháng 8 năm 2009, ngành thuế đã triển khai chương trình khai thuế qua mạng. Việc thực hiện chương trình này đã góp phần rút ngắn thời gian kê khai thuế, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Thời gian tới, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, ngành thuế sẽ triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Theo đó,
dịch vụ nộp thuế điện tử cho phép người nộp thuế lấy giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước qua mạng Internet tại cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và được các ngân hàng thương mại BIDV, Vietcombank, Vietinbank, Agribank và MBBank xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. Kể từ đầu tháng 10 năm 2014, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ thực hiện kê khai thuế qua mạng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được phổ biến giới thiệu về những điểm mới trong thông tư 78 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp, thông tư 119 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản thủ tục hành chính thuế, một số nội dung chính sách liên quan kê khai thuế, chức năng ứng dụng nộp thuế điện tử qua ngân hàng và sử dụng hồ sơ thuế định dạng theo chuẩn mới. Vừa qua, xã Đức Ninh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Hới tổ chức gặp mặt tiễn công dân lên đường nhập ngũ. Đợt này, xã Đức Ninh có 5 công dân ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị và ý thức tổ chức kỷ luật cao, trúng tuyển vào các đơn vị quân đội. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương đã giao nhiệm vụ và trao quà đồng viên các tân binh, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương Đức Ninh anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của người lính trong quân ngũ. Các tân binh đều bày tỏ niềm vinh dự được khoác lên mình màu áo xanh của người lính, nguyện cống hiến sức trẻ cho tổ quốc và hứa sẽ phấn đấu học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình xã lành mạnh không có ma túy. Đây là một trong hai mô hình điểm về phòng chống tệ nạn ma túy được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo xây dựng trong năm 2014. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành viên, các cơ quan đơn vị và đại diện các khu dân cư đã ký cam kết triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động của mô hình. Trong đó chủ trương công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, làm tổ công tác giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, làm tổ công tác phát hiện tổ giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm và tệ nạn ma túy, gắn việc xây dựng mô hình xã lành mạnh không có ma túy với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cụ thể hóa việc gắn tiêu chí khu dân cư không có tội phạm ma túy và người nghiện ma túy và việc bình xét công nhận gia đình văn hóa khu dân cư tiên tiến, v.v. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã lựa chọn chủ đề của năm 2014 là siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2014, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt ra quân tăng cường kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường trọng điểm. Trong đó đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, tự ý cơi nới thùng xe. Có thể nói, tình trạng xe chở quá khổ quá tải từ lâu đã làm đau đầu các ngành chức năng và gây bức xúc trong nhân dân. Vì đây là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông. Từ đầu năm đến nay, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra lưu động tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng yếu của tỉnh nhằm hạn chế tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông. 8 tháng đầu năm 2014, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra trên 4.700 lượt phương tiện cơ giới đường bộ, trong đó đã phát hiện và xử lý trên 1.800 trường hợp xe quá khổ, quá tải, được giấy phép lái xe 1.500 trường hợp, phạt tiền trên 3 tỷ đồng. Nếu như trước đây tỷ lệ xe quá khổ, quá tải chiếm trên 30% số phương tiện lưu thông, thì nay con số này giảm xuống chỉ còn khoảng 15%. Có thể nói, sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan chức năng đã hạn chế được tình trạng xe chở quá khổ, quá tải, giảm thiểu được tai nạn giao thông cũng như bảo vệ được kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường. Công an huyện Quảng Trạch vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng khai thác cát trái phép tại lòng hồ thủy lợi Vực Tròn. Qua công tác nắm tình hình vừa qua, tổ công tác công an huyện Quảng Trạch đã tiến hành kiểm tra, phát hiện anh Nguyễn Duy Sinh, sinh năm 1976, ở thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, có hành vi tập kết và kinh doanh cát xây dựng không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác công an huyện Quảng Trạch đã phát hiện anh Sinh đang cho máy múc tập kết cát lên hai bãi. Một bãi tại vườn nhà ông Thảo có khối lượng khoảng 500 mét khối cát và một bãi tập kết ở nhà anh Sinh khoảng 100 mét khối cát. Toàn bộ số cát trên đều được anh Sinh khai thác trái phép dưới lòng khe ở khu vực Vực Lim thuộc hồ thủy lợi Vực Tròn, thuộc địa bàn thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hội nghị đầu bơ ứng dụng khoa học công nghệ mới, sử dụng phân bón lá quảng sinh học Lactophon trên cây lúa vụ hè thu. Chuyên mục tuần dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự hiệu quả từ những cảnh rừng phòng hộ chặn cát. Sáng nay ngày 6 tháng 9 tại xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TH.com tiến hành tổ chức hội thảo đầu bơ, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ mới,
sử dụng phân bón là quảng sinh học Lactophone trên cây lúa vụ hè thu 2014. Mô hình này được triển khai thực hiện tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, 15 hecta với 38 hộ tham gia. Tổng hộ được áp dụng là HT1 DV108. Xã Phan Trạch, huyện Bố Trạch, 17 hecta với 67 hộ tham gia. Tổng hộ được áp dụng là HT1 SV47 ISO 50404. Xã Lộc Ninh, huyện Quảng Ninh, 18 hecta với 85 hộ tham gia. Tổng hộ được áp dụng gồm HT1 CTX30. Xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, 15 hecta với 50 hộ tham gia. Tổng hộ được áp dụng SGVT HT1. Toàn bộ diện tích đều được hỗ trợ 100% phân bón lá Lactophone và có cán bộ kỹ thuật theo dõi giám sát chỉ đạo quá trình thực hiện mô hình. Kết quả đánh giá bước đầu đối với những diện tích sử dụng phân bón lá quảng sinh học Lactophone cho thấy chi phí sản xuất giảm xuống bình quân 23.500 đồng một sao, tương đương với 470.000 đồng một hecta. Lợi nhuận ở ruộng có sử dụng phân bón lá Lactophone đạt bình quân 2.137.500 đồng một sao. Phân bón lá quảng Lactophone là sản phẩm sinh học sử dụng tại Quảng Bình chỉ mới được áp dụng đối với cây lúa và đã khẳng định được hiệu quả kinh tế trên một đất vị diện tích kinh tế. Huyện Quảng Ninh cũng vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình tổ chức hội nghị đầu bơ khảo nghiệm các giống lúa mới ngắn ngày chất lượng cao SV181, SV47 và SVN1. Các giống lúa mới SV181, SV47 và SVN1 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình trực thuộc Tổng công ty Nông nghiệp Quảng Bình cung cấp. Vụ hè thu năm 2014, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình triển khai mô hình khảo nghiệm 3 giống lúa này tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiển Vinh, xã Duy Ninh. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiển Vinh kết hợp với công ty giống cây trồng Quảng Bình làm hai giống mới. Giống thứ nhất là SV181, giống hai là SVN1, gọi tắt là Nếp Thái. Thì qua một quá trình làm, chúng tôi gieo là vào ngày 9 tháng 6 dương lịch, đến hôm nay lúa đã chín chuẩn bị thu hoạch. Thì quá trình làm thì giống cây này thì chống chịu các loài sâu bệnh trong vụ vừa qua không xảy ra một cái hiện tượng gì, kể cả khô hạn. Giống cây là cứng, đạt năng suất là ước tính là trên 60 tạ một hecta. So với giống P6 là cùng loài giống là ngắn ngày 85 ngày thì giống SV181 là sớm hơn, năng suất tốt, chịu sâu bệnh khá hơn. Qua thăm đồng cho thấy giống lúa SV181 năng suất vụ hè thu đạt từ 60 đến 65 tạ một hecta, vụ đông xuân từ 65 đến 70 tạ một hecta. Giống SV47 năng suất vụ hè thu đạt 60 đến 65 tạ một hecta, vụ đông xuân từ 65 đến 70 tạ một hecta. Giống Nếp SVN1 có năng suất vụ hè thu đạt 68 một hecta. Như vậy, các giống lúa mới này có nhiều đặc điểm vượt trội so với một số giống lúa khác. Thời gian sinh trưởng ngắn, thích ứng với điều kiện ngoại cảnh, chống chịu sâu bệnh khá, tiết kiệm chi phí, năng suất chất lượng cao, nâng cao giá trị sản phẩm, phù hợp sản xuất hai vụ trong năm. Trong những năm qua, nhờ có nhiều chính sách khuyến khích nên kinh tế trang trại của tỉnh Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trang trại đã mạnh dạn đầu tư vốn kỹ thuật, phát triển kinh tế hàng hóa theo hướng nông lâm kết hợp để nâng cao thu nhập. Hiện Quảng Bình có 640 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới. Đa số các trang trại được xây dựng theo mô hình tổng hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng và kết hợp nuôi cá. Giá trị thu nhập bình quân của mỗi trang trại đạt 50 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng một năm. Hiện nay cả trang trại đang giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Nhờ kinh tế trang trại mà diện mạo vùng quê nông thôn ngày càng khởi sắc, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, kinh tế trang trại trên địa bàn Quảng Bình vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ làm kinh tế trang trại còn chậm. Mặt khác, nguồn vốn đầu tư cho các trang trại hiện nay chủ yếu vẫn là nguồn vốn tự có, người nông dân chưa tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Thank you.
quý vị và các bạn, là một tỉnh ven biển, lại nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. Tỉnh Quảng Bình phải thường xuyên gánh chịu bão tố, triều cường hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản. Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển hệ thống rừng phòng hộ chắn cát ven biển thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã tích cực làm tốt công tác chăm sóc trồng mới rừng phòng hộ nhằm phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, ổn định diện tích đất để phát triển kinh tế, tạo công việc làm cho người lao động, đồng thời nâng cao kiến thức về phòng ngừa, ứng phó thảm họa và bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã triển khai xác khoảng 6.000 hecta rừng cho 84 hộ dân trực tiếp trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ theo kế hoạch năm 2014. Trước khi xác khoản rừng cho các hộ dân, Ban Quản lý đã tiến hành khảo sát diện tích, phân lô giải thửa và cung ứng cây giống cho các hộ dân. Tham gia nhận khoản trồng rừng, các hộ dân đã được cán bộ kỹ thuật thuộc Ban Quản lý tập huấn tại chỗ cả kiến thức bảo vệ môi trường, quản lý bảo vệ rừng phòng hộ và kỹ thuật trồng rừng đúng mùa vụ, cách chăm sóc phù hợp với từng loại cây trồng nhằm đảm bảo rừng sinh trưởng phát triển tốt. Gia đình tôi hàng năm được sự quan tâm của trên cho gia đình làm được 2 hectare rừng. Cái nguồn trồng rừng này thì nói chung là đảm bảo thu nhập thêm đời sống cho gia đình một phần rất lớn, nhưng cũng theo quan điểm tôi là để là đảm bảo phòng hộ chống cát bay, chống cát chạy, lấp làng, lấp chóng, khỏi lấp đến đường quốc lộ A nữa. Cho nên bản thân chúng tôi là rất toàn nguyện và ước mơ rằng là hàng năm được sự quan tâm của Đảng với là nhà nước cho chúng tôi, tạo điều kiện cho chúng tôi được trồng thêm. Cùng với công tác xác khoản rừng cho các hộ dân, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã triển khai trồng 15 hecta rừng phòng hộ, chăm sóc 50 hecta rừng vụ xuân năm thứ nhất và gieo ươm hơn 35 vạn cây con keo lá tràm phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2014. Xây dựng tu sửa 5 km đường ranh cản lửa từ nguồn vốn của kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Bên cạnh đó, Ban Trạm Quản lý Bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Quảng Bình đã xây dựng các phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, ứng phó thiên tai bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm tại địa bàn quản lý. Trong địa bàn vùng cát là của Nam Quảng Bình ấy, là mật dân cư và khu dân cư về rừng liên hệ nhau. Nên chỉ trong những năm là cái công tác bảo vệ rất là dài, thì vấn đề mà có chặt phá đến rừng để làm chất đốt và có những trong cái xâm lấn gọi là lấn chiếm đất rừng thì thường thường là diễn ra. Nên chỉ cái hàng ngũ bảo vệ là có những ở có những ban cửa tạm là có những tích cực tăng cường là có những kể cả có những thời gian 24/24 để tuần tra canh gác bảo vệ và phát hiện những đối tượng gây hại đến rừng về mùa mưa gió và về những ngày có như là thời tiết mà ôn hóa là anh em là đi tuần rừng, còn lại những cái thời gian cao điểm nóng nắng có thể xảy ra cháy thì lực lượng là phải chia nhau, kể cả có như là trên trạm và cũng có như là ở các cái là xã lân cận gọi là các hộ bán chuyên trách gọi là các hộ là hưởng lợi về công tác bảo vệ rừng hàng năm thì cũng phải lên tròi canh gác để hạn chế thấp nhất cái vấn đề cháy rừng xảy ra và hạn chế thấp nhất cái vấn đề tác động đến rừng. Với tổng số diện tích quản lý hơn 15.000 hecta, đa số đã được phủ xanh, nên nhiều năm trở lại đây, rừng phòng hộ đã phát huy được hiệu quả trong việc hạn chế được nạn cát bay, cát chạy, phòng chống thiên tai, bão lũ. Hiện nay, nhiều diện tích rừng phòng hộ Nam Quảng Bình đã khép tán. Vì vậy, yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được Ban Quản lý đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, mùa mưa bão năm nay đang đến gần, với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng sự hỗ trợ tích cực của Ủy ban nhân dân hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương 11 xã trên địa bàn quản lý, công tác phòng chống lụt bão, ứng phó với thiên tai đã được đơn vị chủ động triển khai, trong đó chủ trọng việc phòng chống lũ lụt, ngập úng cho các diện tích rừng ít tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lụt bão gây ra. Để mà phát hiện được cái sự bền vững của cái hệ thống rừng phòng hộ ven biển này thì theo tôi là phải có cái sự đầu tư đúng mức để mà trồng nâng cấp cái số diện tích rừng nó thưa và nó kém phát triển, nâng cấp lên để nó đáp ứng được với cái yêu cầu là bảo đảm môi sinh môi trường, ngăn chặn được cái hệ thống cái tình trạng cát bay, cát chạy, nó giữ được cái nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. Với tác dụng chắn cát, chắn gió, bảo vệ đê biển, hạn chế ảnh hưởng của thiên tai, từ những cánh rừng phòng hộ đã góp phần mang lại màu xanh, cải thiện môi trường sinh thái,
giúp người dân sống ven biển yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả cấp, cả ngành và ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ sẽ tạo nên bức tường xanh vững chắc, chống chọi lại với thiên tai, bão lũ. Phần cuối của chuyên mục Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn điều 4 và điều 5 trong quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trong công tác bảo vệ rừng. Điều 4. Phối hợp trong xử lý thông tin và huy động lực lượng. 1. Việc trao đổi xử lý thông tin, tình hình về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giữa các ngành chức năng trên địa bàn phải đảm bảo chính xác, bí mật kịp thời. Khi có thông tin khác nhau về một vấn đề thì phải phối hợp kiểm tra xác minh thống nhất kết luận trước khi báo cáo cấp trên. 2. Việc huy động lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, bộ đội biên phòng tham gia các đoàn liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức kiểm tra, truy quét lâm tặc, tuần tra kiểm soát lâm sản, thực hiện theo kế hoạch, phương án đã được phê duyệt và quyết định của cấp có thẩm quyền trên cơ sở đề nghị của thủ trưởng cơ quan kiểm lâm cung cấp. Trước khi đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định huy động lực lượng liên ngành, cơ quan kiểm lâm phải trao đổi và được sự đồng ý của cơ quan công an, quân sự, bộ đội biên phòng cung cấp. 3. Trong trường hợp khẩn cấp, cần phải huy động ngay lực lượng liên ngành để chữa cháy rừng, ngăn chặn hành vi chống người thi hành công vụ và các hành vi phạm pháp khác, thì thủ trưởng cơ quan kiểm lâm đề nghị thủ trưởng cơ quan công an, quân sự, biên phòng cung cấp bằng văn bản hoặc điện thoại trực tiếp để kịp thời huy động lực lượng tham gia phối hợp. Sau đó báo cáo cấp trên trực tiếp và trưởng ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh hoặc trưởng ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện biết để thống nhất chỉ đạo. Điều 5. Phối hợp trong xử lý vi phạm. 1. Các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do lực lượng liên ngành kiểm lâm, công an, quân sự, biên phòng phối hợp phát hiện, lập biên bản, thì chuyển giao cho cơ quan kiểm lâm thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật. 2. Các vụ vi phạm hành chính do cơ quan công an, biên phòng phát hiện, lập biên bản. Nếu hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực công an, biên phòng quản lý, thì xử lý theo quy định tại Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 29 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Nếu hành vi vi phạm không thuộc lĩnh vực công an, biên phòng quản lý, thì chuyển giao hồ sơ tăng vật phương tiện vi phạm cho cơ quan kiểm lâm trong thời gian 5 ngày kể từ khi lập biên bản để xử lý theo thẩm quyền. Trừ các trường hợp có tạm giữ người vi phạm thì phải chuyển giao trong phạm vi thời hạn được phép tạm giữ người theo thủ tục hành chính. 3. Khi chuyển giao hồ sơ vi phạm cho cơ quan kiểm lâm thì phải đồng thời chuyển giao tăng vật phương tiện vi phạm để xử lý theo quy định. Cơ quan kiểm lâm chịu trách nhiệm tiếp nhận tăng vật phương tiện vi phạm được bàn giao và vận chuyển về nơi bảo quản. Trường hợp tăng vật phương tiện khó vận chuyển, lâu hỏng, dễ bảo quản thì có thể giao cho cơ quan lập biên bản và đang tăng sự chịu trách nhiệm bảo quản. Sau khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền sẽ xác nhận theo hồ sơ cho bên nhận. 4. Các cơ quan đơn vị công an, quân sự, bộ đội biên phòng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan kiểm lâm trong giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia điều tra, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, các hành vi cản trở chống người thi hành công vụ. 5. Sau khi xử lý vi phạm, cơ quan kiểm lâm có trách nhiệm thông báo kết quả xử lý và thanh toán các chi phí liên quan cho cơ quan tham gia phối hợp theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 6 ngày 7 tháng 9, khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 23 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Vùng biển có mưa rào nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 9, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 35 độ.